Loa 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 loa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tùm Lum thành viên Z30 xin kính chào quý khách. Hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu một số tour du lịch thật là hấp dẫn. Đó chính là tour chìm sâu dưới đáy biển, để cho những ai thích khám phá. Giá chỉ từ 15 triệu, nay giảm còn 15 ngàn. Mời vô, mời vô. Và tour tiếp theo, đó chính là tour qua cầu Bắc Chim, giá chỉ từ 10 triệu, nay giảm còn 10 ngàn. Thử đăng ký nào mọi người ơi. Và tour tiếp theo, đó chính là tour đi mãi không về, dành cho những ai thích khám phá dưới lòng đất, giá chỉ từ 6 triệu, nay vẫn còn 6 ngàn. Và nếu như ai đăng ký sớm thì sẽ được tặng thêm đất và số mét mình chọn nha. Mọi người ơi, hãy mau đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Tùm Lum thành viên để đăng ký nào. Và có thể truy cập qua website dulichtaolao.com nhé. Đen ơi. Bà kiếm ai à? Kiếm đen, cái kiếm ai hỏi. Đen. Ủa? Đâu? Mày ngồi đây hả? Trời đất ơi, phải làm cho tôi vô hình gì? Tại bị tao kiếm con đen, tao đâu để ý tới mày đâu. Đen nó nhà không? Nói con vợ tôi nó đi chợ rồi, mua bánh trái rồi mua đồ ăn đồ uống gì á. Trưa nay đi với ông nội tôi qua làng bên nấu đám giỗ cúng gì giùm ta đó. À, nó đi như vậy chừng nào nó mới về? Đâu 3-4 bữa, đang rầu quá nè. Ai? Bây giờ kiếm vợ mày không có, giờ kiếm mày được không? Vụ gì? Trời ơi, từ hồi sáng tới giờ loa y xèo ở làng xã mình cái vụ mà đi tour đó. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Thì tao hồi nãy giờ tao có đi tour là tao biết. Đi tour là thằng này là đi hết ráo trọi. Nổ không? Làm cái nổ chứ bà nè, người ta nổ là người ta không biết gì ta kể. Mày kể cho nghe coi. Bây giờ mày cứ kể mà cứ nói tao cũng hiểu. Bây giờ tao với mày đăng ký đi không? Thằng vợ mình cũng chưa về. Chơi luôn. Ê đậu, thời tiết nóng nắng thì lâu lâu có luồng gió mát dễ sợ luôn đậu. Cái iPad ai biết á, có giá trị lắm rồi. Trời đất, cái iPad ai biết người ta mà đem đi quạt. Mày hay quá ha. Ai biết đâu thì có lúc nó cũng có sử dụng được. Quảng cáo tour du lịch về hoành tráng lệ cho cố vô thì qua đây nằm ngủ ngáp như ngáp rồi. Rồi nói quay lại có thấy chiếc máy bay nào đâu. Máy bay đang để ngoài ông chính đầu làng giá cánh rồi. Nó bị hư cái cánh. Phải đợi chắc gần phải cả tuần nữa nó khô chỉ, nó rút chỉ á, mình mới đi được. Cánh làm gì có chỉ trong được. Tao tưởng giải phẫu thẩm mỹ không à. Hết mấy tour du lịch lại. Sao vậy? Yes, ráng chở tôi đi. Sao mà chở được bây giờ, không có máy bay với lại cái sức khỏe đang yếu xìu như vậy thì làm sao mà chở 22 người đi được. Thôi mà dét, dậu ơi dậu sao. Gì dậu đi nữa, dậu đứa nào à? Mày á, tao lộn, tại tự đang dê tự nhiên qua đê khó nghe mà. Dét, đậu ơi đậu giờ sao đậu? Phải dét chứ đậu, tiện qua dậu rồi vớt tôi luôn đi, tôi có vợ rồi. Đang bệnh như vậy nè, mà bệnh cảm, uống thuốc có thuốc ngủ nữa. Mới gọi là dơ buồn ngủ á, không có chở đi đâu rồi đâu. Không sao hết á Z ơi. Z vừa lái vừa ngủ cũng được mà. Với lại màu ngồi kế bên nè, cái màu kể chuyện xưa, rồi màu hát. Ê, màu hát hay lắm mày nghe. Bây giờ màu hát cho nghe nha. Thôi được rồi. Đang buồn ngủ, hát ngủ luôn á. Hát là tỉnh luôn mà. Không dám đâu. Nói như màu không có được đâu. Mình đang buồn ngủ thì không có được lái xe, không có được lái bài, không được lái gì á. Như vậy là mình là một người vô trách nhiệm á. Giờ sao vậy? Hôm mấy giờ vậy đi. Tên 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 tên. Là gì? Cứu tinh. Là sao? Tôi lái. Bỏ đi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mà đòi lái máy bay? Thà tao ở nhà sướng hơn nữa. Cái đầu đơn giản mà lái máy bay mà thì nè, ngồi kế bên chỉ kêu tôi ve, kêu tôi quẹo vậy thôi. Đậu ơi là đậu. Muốn lái được máy bay là phải qua một thời gian huấn luyện lâu dài đó, biết chưa? Vậy để màu học được không? Rồi màu lái luôn. Thôi muốn nghe nè, bà học lái hả? Bà lái máy bay bà già đi. Thôi nghe. Bây giờ về nè. Hai người đi qua cái làng kế bên đi. Kiếm ông Tư tốc độ kêu ông chở đi. Ủa mà ông lái gì mà kêu ông chở đi? Sao kêu bà tốc độ đồ ghê vậy? Không biết ông hả? Không. Ông có tiếng lắm đó. Ông có tiếng là tay lái lụa đó. Trong cái cuộc thi á, ông đua chung với lại mô tô nè, máy bay nè, phi thuyền nè, xe hơi mà dạng như độ rồi dữ dằn luôn nè. Người ta bắt đầu một cái là ổng tới đích rồi đó, người ta còn đứng lại đó. Ghê vậy? Trời ơi! Ôi, ổng lái cái gì vậy? Lái gì dữ à? Xích lô. Xích lô? Nhìn mặt là không tin chứ gì?
Cái công việc của bữa nay á là Zét sẽ dạy cho Đậu cách học lái máy bay cấp tốc. Còn làm được hay không á là chuyện của Đậu nha. Đậu tìm gì vậy? Máy bay. Làm gì có máy bay? Có máy bay sao tập? Máy bay mất tích rồi, có thứ khác thế máy bay. Yên tâm đi. Ờ, làm thầy ít nhất phải có đồ sơ cua. Ừ. Đây. Này à? Đúng rồi. Được không? Chắc chắn là phải được. Qua TZ mà cái gì không được. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bài tập chạy vòng số 8. Thấy chưa? Đâu có gì đâu mà khó. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với bài tập chạy qua đường gô ghê. Đó, hiểu chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập vượt qua chướng ngại vật. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với bài tập chạy tốc độ. Ê, khó quá. Zét nghĩ là Đậu biết chạy tốc độ đúng không? Không, bị nãy giờ làm không mà có cho làm đâu biết. Rồi, bây giờ cho Đậu làm á. Ngồi lên đi. Cho làm nha. À, biết chạy tốc độ không? Không biết, nhưng mà cái gì cũng phải thử á. À, đúng rồi, bây giờ nè, dồn hết bao nhiêu sức lực của mình nè. Ê, ngồi đây là mai mốt chạy máy bay được, lái máy bay được. Chính không? Chính xác. Rồi. Tốc độ nha, tốc độ nha. Nha, tốc độ nha. Bắt đầu. Trời ơi, cái thằng Đậu này thiệt á. Nói rồi, học không được để tôi học đi. Trời ơi, bán buôn chưa có được gì á. Tiền đó mà cho ăn mạng xin. Này, cố nhân. Tôi đã nói là đi chỗ khác đi, cố nhân cái gì? Hả? Vô đây. Học lái máy bay về. Sao mà tao thấy mày tàn tạ vậy? Trời ơi, tao đã nói rồi à. Nhắm học được thì học, học không được thì thôi. Mày để cho tao học đi. Học rồi bao nhiêu ngày qua là thua rồi phải không? Tâm thần là bấn loạn, tinh thần trì trệ. Tội nghiệp hết sức không? Xong cái được cấp cho cái giấy này nè. Giấy gì chứng nhận tâm thần hả? Ha! Chứng chỉ bằng lái máy bay. Họ và tên Nguyễn Văn Đậu đã hoàn thành khóa học lái máy bay Z-30 thời hạn một ngày, hiệu lực bắt đầu từ ngày mai. Trời ơi! Wow, Đậu ơi, tôi nể mày quá Đậu ơi. Mặc dù là cái bằng này chỉ được một ngày thôi mà tao cũng nể mày quá. Đúng rồi. Vậy thì ngày mai tao với mày đi du lịch bằng máy bay đúng không? Không gấp không dây. Yeah. Để phụ cho. À, thôi, còn gì nữa không? Không, tao xách vali không à. Cái bằng của tôi là nó chỉ có thời hạn trong một ngày thôi. Cho nên bây giờ mình phải tranh thủ thời gian. Tôi đi là tôi trốn vợ tôi với lại ông nội tôi đó. Mà mình cứ xà quần đây lát rồi mất công. Ông nội tôi với vợ tôi đi ngang qua. Mà với lại hai vợ tôi phát hiện tôi đi với bà nữa là chết luôn. Thôi mình đừng có đi. Sao hả? Tại mày nói mày sợ vợ mày phát hiện. Đậu, hôm qua Đậu tao nằm mơ. Bà nằm mơ bà có chồng chứ gì? Không phải, tao nằm mơ tao thấy mày. Thôi, đừng yên rồi bà mơ mà thấy tôi. Ừ. Tao thấy mày rớt máy bay. Bà vô duyên không? Tự nhiên không làm gì mơ tôi rớt máy bay. Thì tao nằm mơ rồi sáng nay hả? Mắt phải tao nó giật giật hoài à. Mà tao nói đàn bà mà mắt phải giật giật là xui á. Thôi giờ tao nghĩ vậy nè. Thôi ấy tao với mày quỷ chuyến đi đi. Tụi mình đi xích lô của ông Tư tốc độ được không? Thôi đi bà ơi. Bà hồi đó giờ tai tiếng điều tiếng đủ thứ rồi. Bây giờ còn thêm cái mê tín dị đoan. Cái máy bay của Z-30 hay là coi như là Chiếc ba muốn kỹ lưỡng ghê lắm. Mà máy bay làm gì cũng có chuyện mà đứt thắng rồi hết xăng đâu mà té lâu quá. Rủi nhiều khi xui xui gặp nhầm wheel cái con đại bàng. Rồi nó đụng vô cái cánh máy bay rồi quay không được phải rớt làm sao. Rồi mày tưởng tượng đi. Đi máy bay hả, tuốt lên cao hả. Lỡ mà xui xui cái hả, nó rớt một cái. Nếu mà rớt trúng nhầm núi á, là coi như mình banh xác. Mà nếu mà rớt trúng nhầm xuống dưới biển á, là coi như mình chìm tuốt cái biển đại dương á, là coi như cá mập nó cũng quất mình rồi. Thôi ấy thôi, tao nghĩ mình đi bằng xích lô đi nha. Thôi đi. Tôi quyết định nè. Không đi ha.
đi hay không là chuyện của bà. Làm là tôi phải làm, tôi có cái bằng rồi tôi phải đi. Cuối cùng là mày quyết định mày đi một mình. Dẫn đi luôn. Nhưng mà tôi tìm hiểu là tôi phát hiện thêm một điều nữa. Cái gì nữa? Thiên Hạ bây giờ mở miệng ra cứ nói xấu vợ tôi không, cứ nói tệ vợ ăn đậu. Mà giờ tôi thấy bà còn tệ hơn vợ tôi. Có như vậy à? Cái cách cũng mang tiếng gạt. Chịu thua. Bà còn tệ hơn vợ tôi. Tôi chơi là tôi chơi cho tôi nóc luôn cho bà coi. Trời ơi trời, mong cho hết ngày để thấy mặt thằng Đậu trở về. Trời ơi trời. Đậu ơi mày màu về ơi, đi Đậu ơi. Màu ơi. Gì vậy Ghét? Màu ơi. Màu coi đi. Coi gì? Ơ mà Quang, thực sự bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Coi đi. Hôm nay xảy ra một tai nạn máy bay. Hả? Hôm nay? Cái như vậy là có phải là Đậu đó? Trời ơi Đậu. Vét cho Đậu mướn máy bay đi du lịch bây giờ. Trời ơi Đậu ơi là Đậu. Cái miệng tao ăn mắm ăn muối mà có thiệt là Đậu. Tao đã nói với là tao nằm mơ thấy mày rớt máy bay rồi. Mà mày đi làm cái gì? Mày học lái máy bay làm cái gì là bây giờ mày rớt rồi Đậu ơi. Thôi thôi đừng có nói nữa. Tất cả là lỗi của Vét. Tại Vét hết. Tại Vét cho Đậu mướn máy bay mà. Cho nên là bây giờ ở Đậu mới Đậu chết rồi Đậu. Đậu chết thiệt rồi Đậu ơi. Đậu chết. Đậu ơi tao xin lỗi mày. Nhưng mà tao có ác ý đâu. Mày đừng hiện hồn mày giết tao Đậu ơi. Nói bà nghe nè. Bây giờ đó, quỷ nó hiện về. Nó còn không dám nhìn bà nữa. Chứ bà nghĩ gì. Nhưng mà tao sợ mày lắm Đậu ơi. Mày muốn ăn cái gì tao cúng cho mày Đậu ơi. Mày bậy không à. Tôi chết nào đâu nè. Mày ra nữa tao đau mày. Đau không? Đau. Tâm lý thiệt nè. Ừ, nếu mà đau là mày còn sống hả? Ừ. Mày còn sống hả? Còn sống. Mày còn sống hả? Ủa mà tại sao mày còn sống vậy? Tôi tự nhiên tôi còn sống chứ mắc gì đâu chết. Chứ mày không đi máy bay hả? Sao vậy? Ôi, máy bay mới bực. Con cha này nè thấy không? Nói cho thuê máy bay. Cái máy bay chả cho ai mướn mất tiêu rồi. Xong rồi cái tôi về. Mà về sợ mất công rồi cái bà hỏi tôi quê. Rồi sao? Tôi suy nghĩ liền. Tôi suy nghĩ cái tôi chạy qua bên nhà cha Tư xích lô tốc độ á. Kêu chả chở tôi đi du lịch bằng xe xích lô. Đặng cái gì chụp hình đem về cho bà coi là bằng chứng chứ. Chứ mà nhục sao. Đó. Nhưng mà sao mày te tô. Mày bị tơi tả quá vậy. Nhờ vậy tôi mới biết vì sao ổng tên là Tư tốc độ rồi đó. Sao? Trời ơi. Ổng lái mà tao ổng chạy xe xích lô ba bánh mà chạy một bánh một. Trời ơi. Mà tao nói mà xe không thắng. Chạy giữa đường mà chạy giống như trên đường băng vậy đó. Mau mau. Bữa nào qua bển cho ổng chở thử một lần nha. Không dám đâu. Ủa mà nói nghe nè Đậu. Ủa mà cuối cùng mà Đậu không có đi máy bay hả? Ủa là làm sao? Không nói cho ai mướn rồi mà. Ủa là cho ai mướn hả? Mà cuối cùng nhà chiếc máy bay đâu rồi? Nhà chứ đâu. Nãy đi ngang coi tôi thấy máy bay Đậu nhà ổng đó. Hiểu rồi. Sao? Nhiều khi cho ai mướn á mà nhớ lộn là cho Đậu mướn á. Trời. Có nghĩa là như vậy á là cái chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời của Z á nó lại tái phát rồi.